Hello, xin chào các bạn đã quay lại với buổi livestream ngày hôm nay của Thái Tài ha. Thì rất vui mừng được quay lại trong buổi livestream này và gặp lại các bạn này. Thì mở đầu buổi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thảo luận lại một số cái nội dung cũ cũng như chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung mới ha. Ở đây tuần vừa qua không biết là các bạn ở nhà có thực hiện những cái thử thách mà thầy đưa ra buổi trước không ta? Thì những thử thách của hôm trước chúng ta thì những thử thách đó thì cơ bản là mình sẽ tạo ra những cái vật thể, những cái sản phẩm ở trong cái thi đó của mình ha. Tuy nhiên một cái vấn đề được đặt ra đó là suốt quá trình học vừa qua, những cái buổi livestream vừa qua của thầy á, là thầy chỉ hướng dẫn các bạn á là tạo ra thế giới này, hay tạo ra một vật thể bằng cách sử dụng các cái khối bắt thôi đúng này. Đấy. Thì trong buổi hôm nay thầy sẽ giới thiệu một cái nội dung mới để các bạn sẽ biết rõ hơn về thông tin đó của mình, ngoài ra còn làm được những điều gì. Thì trước khi đó thì để mà chúng ta bắt đầu cái buổi hôm nay sôi nổi hơn, vui vẻ hơn ha, các bạn sẽ giúp thầy đó là like, share cũng như là mời mà bạn bè này, thầy cô hay là phụ huynh của mình tham gia với mình để biết thêm nhiều về kiến thức môn học ha. Và nhớ hãy tương tác với thầy nhiều hơn để chúng ta dành những cái phần quà thật là mới này, và đừng quên hồi hôm trước là chúng ta có những bạn đã giành được những phần quà từ nhà tài trợ của thiếu nhi quận 3, những chú bông bông cực kỳ xinh xắn và dễ thương. Và ngoài ra thầy cũng có những cái phần quà khác, ví dụ như là một tấm poster này có hình này đấy, hay là những chú sticker cực kỳ dễ thương đến từ Tiki. Rồi. Vậy thì trong cái thời gian mà đợi các bạn vào cũng như là chúng ta sẽ tương tác với bạn nhiều hơn thì thầy xem thử là bạn nào bạn ha. Thầy chào Trà My nha. Thì trong buổi hôm nay chúng ta sẽ học một nội dung khá là mới, thì nữa thầy sẽ giới thiệu các bạn biết hơn ha. Đúng rồi, có một bạn phát hiện này, thì ngày hôm nay là ngày thứ năm đúng không này. Nếu bạn nào nhớ là thầy thường live vào sáng thứ bảy 10 giờ hàng tuần. Tuy nhiên thì vào tuần này vào sáng thứ bảy thì thầy đã có việc bận rồi, cho nên thầy không thể nào live vào sáng thứ bảy lúc 10 giờ được, cho nên trong buổi tuần này thì thầy sẽ live vào sáng thứ năm vào 10 giờ. Và lịch ra stream á, thì sẽ thường được gửi hàng tuần để mà mình sẽ biết ha, cho nên sáng hôm nay là thầy sẽ live ha. Và thầy sẽ trả lời câu hỏi của Trami, thì chúng ta cũng sẽ là gì, học lập trình game ở trên Lorem, nhưng các buổi trước chúng ta mới chỉ là tạo ra các vật thể thôi. Rồi chào tất cả các bạn đã tham gia buổi livestream của thầy ha, chào bạn Quốc Bảo này, rồi chào bạn Xuân Ánh này, chào bạn Trần Bo này, chào bạn Tiến Lục nha. Rồi các bạn nào thích chơi Roblox á, nhưng mà đừng quên Roblox có thể là tạo được game ha, nên chúng ta nên thử tìm hiểu cách làm game bằng cách là hãy xem những cái buổi livestream trước của thầy. Thì thầy có đang ngồi nhiệt độ video ở trên cái trang đó là The Key Academy, thì mình có thể lên tới ha, và còn rất là nhiều thầy cô khác có những cái đoạn video, những cái môn học rất thú vị nha. Rồi chào Trường Sơn ha, rồi chào Hoàng, hình như là Hoàng cũng nhớ thầy là live thứ bảy này, rồi chắc cả các bạn nha. Rồi vậy thì lớp của chúng ta cũng khá là đông rồi đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính ngày hôm nay. Thì trong đầu buổi hôm nay thì thầy sẽ không có ôn tập hay trò chơi gì cả, mà trong buổi hôm nay thầy sẽ đi vào luôn để mà mình sẽ biết được nội dung mới. Hôm nay thời gian của mình có thể là khá một tí, và để mà giành được những phần quà thì các bạn sẽ tương tác với thầy và trả lời cái câu hỏi trong cái quá trình mà thầy hướng dẫn các bạn làm tập hôm nay đấy. Rồi ok, vậy thì cái nội dung trong buổi hôm nay chúng ta tìm hiểu đó chính là ngôn ngữ lập trình trong game. Ngôn ngữ lập trình trong game, vậy như là nói trong các buổi trước là mình đi làm các thể từ các khối bắt này, làm ra có thể là một cái hộp thư, chiếc xe hay là chướng ngại vật, nhưng những cái đó chúng ta chỉ mới là tạo thôi. Chúng ta khi chúng ta chơi chúng ta thấy là các cái khối đó nó vẫn như nào đứng im, hoặc là nó chỉ có một màu sắc, hay là kích thước của nó chỉ có kích thước cố định, nó không thể nào thay đổi được trong quá trình mà người chơi đang chơi được đấy, thì không thể nào chúng ta tạo được cái sự đa dạng của trò chơi đúng không nè. Thì trong buổi hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình trong game, và ngôn ngữ này chúng ta sẽ lập trình ở trên Prolog
được chưa này? Thật thú vị đúng không nào? Vậy thì bây giờ để mà chúng ta biết được ngôn lập trình trong game của Rust là gì thì chúng ta cùng điểm qua một số cái ngôn ngữ lập trình game hiện nay mà những cái nhà phát triển người ta dùng ha. Và thì bây giờ các bạn sẽ hướng về video của thầy, chúng ta sẽ xem video và thầy có một đoạn video ngắn khoảng 7 phút chúng ta cùng xem nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ mở đầu video nhé, không biết các bạn đã hướng về và thấy được đoạn video của thầy chưa ta. Rồi chào bạn Linh Ngô này, chào bạn Linh Hoa này, thì hôm nay học gì thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn video này xong thì chúng ta sẽ biết rõ hơn nha. Rồi cảm ơn đầu video nhé, chúng ta cùng quan sát và lắng nghe. So, you want to become a game Thì developer, đoạn you're the video one best này nó sẽ programmer nói at the về games to learn một to nội get dung, to where đó you là go. những cái Well, chương sir, trình easy. The ngôn ngữ answer is mà chúng simple. ta Thank you very sử much for dụng watching, and I'll see được you in the phổ next video. biến trong hai ba câu bốt này để chúng ta tạo ra một trò chơi. Đó. Okay, so I am oversimplifying that a little bit. What programming Rồi, language chúng is ta best cùng for điểm game danh vào development? một It's số kind of ngôn a ngữ loaded ha. question. Thì cái đoạn video C++ này was á là definitely thầy the có tìm kiếm trên majority mạng. at Đó, the và bạn sẽ industry, cùng but xem there nha. are cases Đầu that tiên chúng differ ta sẽ from có ngôn one ngữ to là C++. another. In this video, I'm going to break down some of those Một trong những ngôn and ngữ talk có about cái what nền tảng the Ấn Độ best là được languages sử dụng are rất là to nhiều learn, luôn. what the best languages are that if you've never programmed before, Đó, then you might hay, want to có start ngôn on. C#. I'm going to go over some scripting À, nếu languages như you mình can để learn nha, and nếu như nothing mà that mình has có tìm hiểu possible qua mentions môn Hậu to Tây Kỳ á, depending on là different parts C# of Gendo. có được sử dụng lập trình So game let's talk a little bit about why C++ ở is trong the cái most bộ môn là widely siêu used nhân language lập in trình gaming industry and why it has game been của for mình. so long. The answer is really simple. It's a super Rồi speedy language. thì chúng ta cùng điểm danh C++ is qua an một extremely số cái optimized ứng dụng language của các and ngôn if you ngữ để chúng ta properly thể làm được yield cái game query và results làm to sao the nó thể tạo model. ra được cái game hoàn For chỉnh the most nhất. part, it doesn't perform as much validation as the languages and that kind of Rồi what leads it to be so fast. And it also is what makes it more of a rồi các dangerous bạn cùng lắng language. nghe ha. For that reason, if you've never programmed before, I would highly recommend that you do not, Thầy sẽ let me repeat that, you do not bật cái learn tựa đề lên C++ as ha, your thầy first đặt nhé. programming language. I'll go into this in a bit more detail in the next section of the video, but there are definitely better gaming languages that will help you learn how to program if you're a beginner. For those of you watching who don't have much experience in C++, but you do know how to program, I cannot recommend that you start learning C++ enough. If you plan on working for AAA or you want to work on consoles, then C++ is an absolute must. 90% of the jobs you're going to apply for as a game dev are going to require some form of C++ knowledge, and for the foreseeable future, I can't see that changing. Rust may eventually come into play, but it's not quite there yet. Thì giờ đây chúng ta thấy nè, trong cái ngôn ngữ trình game á, thì nó sẽ có thể giúp chúng ta làm rất nhiều điều. Từ việc là chúng ta sẽ lập trình ra thằng nhân vật này, chúng ta sẽ lập trình ra đồ họa này, đấy. Bởi vì trong game á, bằng đồ họa cực kỳ quan trọng, nó sẽ tạo ra cái điểm hấp dẫn cho người chơi. Đó. Và ngôn ngữ thứ hai, chúng ta sẽ được tạo là ngôn ngữ C#. So it is such a good stepping stone và to C# cũng là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính nha. Đó, vậy là sẽ tạo ra game và thường là chúng nó sẽ lập trình game cho Unity. Và một điều bất ngờ mà chúng ta biết được đó là công cụ Unity có hàm trong bộ môn siêu nhân trong game. Cho nên các bạn nếu muốn biết thêm chi tiết thì chúng ta sẽ lên trang đó là teki.edu.vn này. Đấy, thế nha. Đấy, teki.edu.vn để chúng ta biết thêm chi tiết ha. But C# will get you a lot of the fundamentals there very quickly and it's definitely beneficial. Rồi, ở những cái đoạn này á thì là sẽ tua đi ha. Là chỉ nói những cái đoạn mà chủ yếu ở trong này để mà mình sẽ biết được thôi. Most people, Lua is a language that isn't really dying, but it's definitely not the future of the gaming industry. But it is a really useful and... Rồi, không biết các bạn nghe hơi ồn không ta? Rồi, thì ngày hôm nay á thì giọng thầy không được khỏe lắm cho nên là nó hơi nhỏ nha. Rồi, đây một ngôn ngữ mà chúng ta có thể thấy đó là ngôn ngữ Lua. Tí nữa sẽ có điểm bất ngờ ha. Chúng ta sẽ khá bất ngờ khi mà có một cái ngôn ngữ mà chúng ta sẽ vừa được tìm hiểu trong này mà có thể chúng ta sẽ sử dụng đó. Thì ngôn ngữ Lua á, cũng là một ngôn ngữ thì chúng ta có thể lập trình ra game. Tuy nhiên ngôn ngữ Lua á, là một ngôn ngữ được bắt nguồn từ những ngôn ngữ C. Đó. Như thầy biết về ngôn ngữ Lua thì về mặt cú pháp nó sẽ khá là đơn giản. Đó. Rồi. Các bạn cố gắng tương tác thầy hơn ha để chúng ta nhận nhiều phần quà hơn nha. Rồi. Đấy. Và có một cái ngôn ngữ mà hiện nay có thể tạo game ở trên cả điện thoại nói chung là Java hay là JavaScript có thể là tạo ra một trang web. Đó, và những cái ngôn ngữ này thì có thể tạo ra được trò chơi nha.
thì những cuốn đời này á, thì tài liệu thầy thấy ở trên mạng nó khá là nhiều, thì có thể là thử tham khảo trên mạng ha. Còn trong buổi hôm nay thì sẽ có một số ngôn, chỉ có giới thiệu một ngôn ngữ thôi để chúng ta lập trình ở trong game product thôi. Hay. Quả là vừa rồi chúng ta cùng điểm danh qua một số ngôn ngữ lập trình game. Thì ở đây hợp nhất này nó có là ngôn ngữ C trầm trầm, ngôn thứ hai là C sharp, ngôn ngữ Lua, Java, JavaScript. Đấy, rất là nhiều đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào, chúng ta sẽ tìm kiếm thử là trong Rust chúng ta sử dụng ngôn ngữ gì nhá. Thì bây giờ thầy sẽ tiếp đoạn video này nha. Chúng ta sẽ quay về với cái phần mềm Rust của mình. Đây, thầy sẽ tiếp đoạn video. Rồi. Vậy thì các bạn hãy cùng thầy mở phần mềm Rust Studio lên và cùng thực hiện với thầy nha. Vậy thì bây giờ để chúng ta sẽ biết được cái ngôn ngữ ở trong game là gì, cũng như là thầy sẽ thực hành để các bạn xem được cái cách viết của ngôn ngữ đó như thế nào, thì chúng ta sẽ tạo ra một thế giới. Thì ở đây thầy sẽ tạo ra một cái thế giới bằng, có thể đi ha, bằng cái backplace nha. Rồi. Rồi, ok, các bạn đợi thầy một tí, cái phần mềm thầy nó lại bị lỗi rồi. Sorry các bạn nha, chờ thầy tí nha. Rồi, nó sẽ chạy lại cho thầy này. Rồi, trong khi đó thì các bạn cũng cố gắng mở phần mềm lên ha. Thì có thể có một số bạn á, là vào sau á, cho nên mình sẽ quan sát lại và mở lại cho thầy nha. Rồi, nếu như trong quá trình này các bạn có câu hỏi gì thì cứ hỏi thầy nha, thầy sẽ trả lời cho các bạn nha. Rồi, bây giờ thầy sẽ tạo lại thế giới này. Rồi, được rồi này. Đây, thì với thế giới này thầy đã có sẵn điểm hồi sinh rồi, cho nên rất là dễ dàng để thầy xuất hiện được thế giới này nha. Rồi, vậy thì bây giờ trước khi mà chúng ta lập trình cũng như tìm hiểu, thì ở đây thầy sẽ giới thiệu qua một số cái cửa sổ, một số cái panel để mình xếp xếp lại sao cho cái giao diện gọn gàng tí ha. Thì ở đây á thì thầy có cái Explorer panel này, thì thầy xếp xếp ở vị trí góc bên trái để thầy quan sát và thầy sẽ biết được trong thế giới mình nó sẽ có những cái vật thể gì. Đồng thời thì ở bên phải thầy sẽ để là cái cửa sổ là Property panel, thì để mà nó sẽ hiển thị các thuộc tính của vật thể. Đồng thời thầy cũng có thể là ghép được vào. Vậy thì các bạn nào thích mắc là làm sao để ghép được vào? Để ghép được vào ha, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kéo cửa sổ, ví dụ như thầy tách cửa sổ tên Mister đi nha. Đây, tách cửa sổ này. Xem, thầy mở ra thì xuất hiện ngay đây này. Đó, ở bên phải của thầy. Vậy thì để làm được điều này thầy sẽ làm như sau. Thầy sẽ tách nó đây. Rồi, đây. Chúng ta ở dưới có cái thanh menu nhỏ này. Đấy, và để được có thanh menu nhỏ như này thì thầy sẽ mở cái định Easter lên. Đây ha. Rồi, thầy kéo ra ngoài. Xong, thầy kéo vào đây. Đấy, mình dàn giữa luôn cái property panel mình thả ra. Thì khi đó nó sẽ dàn xuống này. Đấy, rất hay đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần là tìm hiểu cái ngôn ngữ lập trình ở trong Roblox. Vậy thì ở trong Roblox chúng ta sẽ sử dụng một ngôn ngữ có tên là ngôn ngữ Lua. Vậy thì ngôn ngữ Lua được viết như nào? Thì bây giờ thầy sẽ dùng các cái khối để làm biểu diễn. Ở đây, ngôn ngữ Lua thì nó sẽ được viết như thế này nha. Đầu tiên thầy sẽ có L. Đây. Xong, thầy sẽ double click cái khối này ra. Di chuyển. Thầy lại xoay lại. Đấy. Lua. Xong, tiếp theo double click này là tiếp. Xong, thầy xoay lại. Đấy, WK nha. Thầy di chuyển xuống. Rồi, chỉnh tiếp. Xong, cái này thầy chỉ cần WK và di chuyển. Và ở đây chúng ta sẽ còn một chữ nữa, chính là chữ A. Vậy thì, lua của chúng ta ha, thì nó sẽ có chính là L, U và A. Đấy, thì đó chính là ngôn ngữ lập trình của chúng ta. Thầy sẽ xoay lại. Ừ.
cái kỳ này nha. Đây chính là ngôn ngữ lập trình của chúng ta, ngôn ngữ Lua. Thì ở ngôn ngữ Lua này chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng những cú pháp để chúng ta có thể lập trình. Và lập trình đó chính là lập trình các cái thuộc tính của một vật thể. Vậy thì để chúng ta hiểu rõ hơn thì bây giờ để mà chúng ta sẽ biết được những câu lệnh cơ bản đầu tiên của ngôn ngữ Lua thì chúng ta sẽ phải có một cái nội dung như sau. Đó là mình sẽ tìm hiểu những cái câu lệnh đầu tiên ở trong cái lập trình Lua Đồ Đốc này. Rồi. Vậy thì trong lúc mà chờ các bạn thử viết cái tên của ngôn ngữ Lua này thì thầy sẽ xem thử những cái bạn những bạn còn lại đang tương tác ở đâu ha. Bạn nào có vào tương tác với thầy hay không? Rồi. Rồi, đó chính là ngôn ngữ Lua mình ha, nhớ. Thì để mà có thể biết thêm những cái thông tin về ngôn ngữ Lua này thì các bạn có thể tự lên mạng mình tìm kiếm thử. Còn trong buổi hôm nay thầy chỉ giới thiệu qua và cũng như thực hiện một số cái cú pháp cơ bản để mình hiểu rõ hơn cái cách lập trình ở trong cái phần mềm Redux của mình. Thì bây giờ cái chữ Lua này thầy xóa đi ha. À, để ở đâu? Rồi. Vậy thì để lập trình đầu tiên các bạn sẽ giúp thầy mở lại cửa sổ là output. Thì cửa sổ output này giúp chúng ta để quan sát được kết quả mà chúng ta đã thực hiện. Vậy thì để mở cửa sổ output này chúng ta sẽ vào view. Đây, chúng ta sẽ mở output ra. Tuy nhiên có một số bạn khi mở output nha, nó sẽ có tình trạng là nó sẽ nằm một số vị trí ở không tiếp tục của chúng ta. Cho nên chúng ta tương tự kéo ra ngoài và chúng ta sẽ để vào vị trí chúng ta muốn. Tuy nhiên chúng ta nên cho nó kích thước vừa phải thôi để chúng ta quan sát rộng cái màn hình này. Khi nào muốn xem rộng hơn chúng ta kéo to hơn. Rồi ok, bảo rồi đúng không nào. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu về cách lập trình ha. Vậy thì với ngữ Lua này, ở đây trên cái Explorer panel này chúng ta sẽ có những cái mục như là Workspace, Player, Lighting. Đó, thì những mục này liên quan tới thế giới trò chơi của mình. Tuy nhiên để lập trình thì ở đây phải có một cái mục đó là Server Script Service. Thì cái Server Script Service này nó là một cái máy chủ và tại đây chúng ta có thể tạo được cái chương trình để chúng ta lập trình. Và đúng với cái tên đó là Server Script Service này, chúng ta sẽ có một cái file script, nghĩa là ngôn ngữ Lua lập trình ở trên Redux chúng ta lập trình với file script đó. Và chúng ta sẽ điều khiển các cái vật thể ở bên trong cái thế giới game này của chúng ta. Và thì để mà chúng ta có một cái file script á thì chúng ta sẽ bấm dấu cộng ha. Đây chúng ta sẽ đưa chuột đến dấu cộng. Ngay lập tức mình sẽ thấy được cái file script này của mình đó. Còn nếu như không có thì mình có thể search lại script đấy, chọn script nha, thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện cho mình một cái giao diện đấy. Thì cái giao diện này á, chính là giao diện chúng ta sẽ gõ code vào đó. Wow. Và thì lúc này bây giờ chúng ta đã bắt đầu là trên con đường trở thành một lập trình viên đúng không nè. Gõ chữ nó là xịn sò đúng không nè. Rồi. Vậy thì các bạn tiếp tục quan sát với thầy để mà chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái điều mới trong cái phần mềm này nhé. Rồi. Vậy thì ở đây các bạn thấy nè, thầy cấp câu lệnh green trên file script này. Vậy thì tại sao mình đang lập trình game mà nó có một cái câu lệnh lạ lạ ta, mình lại ghi là hello world. Thì bây giờ thầy sẽ phóng to lên ha. Thì ở trong cái giao diện game này mình muốn phóng to, mình sẽ bấm control xong lên chuột to lên đấy. Ok chưa nào? Wow, rất là to luôn nè. Thì to như này để một phần nữa là thầy sẽ giúp các bạn dễ nhìn hơn, đồng thời thầy cũng sẽ là biết được là cái lỗi đang nằm ở đâu và có một cái cửa sổ mà thầy muốn chia sẻ với các bạn để mà mình biết được là khi mình viết chương trình cái lỗi mình sẽ nằm ở đâu. Thì để làm được điều đó thì mình sẽ vào view. Thì ở đây nó sẽ có cái mục đó script này, đây script analysis. Thì cái này giúp cho mình phát hiện lỗi, giúp phát hiện lỗi và nó xuất hiện ở đây. Nghĩa là ví dụ vấn đề đây, thấy chưa, thầy chỉ cần là xóa thử một cái đoạn lệnh có sẵn của nó này thì ngay lập tức cửa sổ dưới này sáng nha, kêu to này. Đây là thông báo này, tại cái mục là server script service, cái file script này nó có một cái lỗi nhỏ, đó là nó sẽ hiểu là đây cũng có hiểu là nó sẽ không có hiểu được cái từ này đó là gì, tức là từ này đây mình kích vào nó sẽ chỉ lỗi cho mình luôn. Wow, rất là tiện lợi đúng không nào. Thì đó chính là những cái tính năng của ngôn ngữ lập trình, là sẽ giúp chúng ta có thể là phát hiện ra lỗi ngay lập tức
thì khi đó bản thân chúng ta cũng biết được cái lỗi chúng ta nằm ở đâu và chúng ta sẽ sửa lại. Tuy nhiên cái trường hợp này nó cũng khá là khó khăn, đó là nếu như chúng ta viết một cái đoạn code dài đi thì đôi khi chúng ta cũng sẽ rất là khó để tìm lỗi và cũng như chịu lỗi rất là lâu. Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng viết code để hạn chế cái lỗi nha. Và thì ở đây nó sẽ có câu lệnh sẵn, thì cái câu lệnh này được gọi là câu lệnh print. Thì câu lệnh print này á, nếu như bạn nào có học về Python đúng không ạ, khá là giống với print trong Python, là giúp chúng ta sẽ là hiển thị ra được một cái đoạn mệnh bản hay một cái thông tin ra cái ngoài màn hình. Vậy thì bây giờ thầy thử chạy cái chương trình này nó ra kết quả gì. Rồi rồi vậy thì thầy có đọc lại một số cái comment của các bạn á, thì các bạn hỏi thầy là hôm nay học gì, và thì bây giờ các bạn đã biết hôm nay chúng ta sẽ học gì chưa nào. Hôm nay thầy nhắc lại ha, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách lập trình ở trên Roblox. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát kết quả xem thử là khi mà thầy thử chạy cái lần này thì nó sẽ có cái điều gì xảy ra nha. Thầy sẽ kéo nhỏ cái thanh đèn tí để thầy nhìn rõ cái output hơn. Rồi thì để chạy chương trình đó thì các bạn giúp thầy vào test. Bởi vì ở đây thầy đang chạy chương trình nên thầy không có muốn xuất hiện nhân vật, thì ở đây thầy sẽ chọn chỗ gọi là run. Thì run thì nó sẽ giúp cho cái chương trình thầy nó chỉ hiện code thôi, nó không có xuất hiện nhân vật thì nó đỡ lag hơn. Rồi quan sát nha. Rồi chạy xong này, ví dụ quan sát đây này, mình có thể thấy ngay cái đoạn 10:23:37 này nó hiển thị cho mình một cái từ hello world. Và nó có đi luôn là mình được xuất hiện từ đâu, tức là xuất hiện từ strip từ dòng số 1 luôn này. Vậy thì ở đây khi kết quả hiển thị ra nó sẽ ghi luôn cái mốc thời gian cho mình. Ví dụ như thầy thử copy cái lệnh này xuống ha, và nhớ đây thầy stop trước nha, stop trước xong thầy copy xuống đây. Rồi thử bấm print xem chuyện gì xảy ra nha. Đây đây này, mình có thể thấy được đây hai câu lệnh print hello world thì ngay lập tức với hai mốc thời gian gần như liền kề nhau luôn đó, và nó đều in là hello world hết. Và mình thấy strip 1, strip 2 này, cái câu cái dòng lệnh số 1 và dòng lệnh số 2 nó rõ đúng không, và mình thấy cái mốc thời gian của nó liên tiếp nhau, không có một sự thay đổi nào luôn. Nghĩa là khi hai câu lệnh á mình liên kề nhau thì nó sẽ xảy ra một tình trạng, đó là nó sẽ thực hiện rất là nhanh và liên tiếp. Vì lúc này mình đang viết chương trình là viết chương trình cho máy tính, hiểu như này. Cho nên ở đây thầy sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái câu lệnh nữa là câu lệnh wait. Thì câu lệnh này có tác dụng là tạo ra một khoảng thời gian là thời gian chờ, và nó tính theo đơn vị là giây. Thì thầy sẽ ghi con số, ví dụ thầy ghi số 1 thì nó hiểu là chờ 1 giây thì nó mới in ra. Rồi thì bây giờ thầy thử nha, thầy thử bấm print xem thử là nó có chờ 1 giây không, xem thử cái mốc thời gian này nó bị delay lại không. Rồi thầy run nha. Rồi chúng ta cùng xem kết quả. Đây mình thấy này, tại mốc thời gian là sẽ không to lên tí nữa, tại mốc thời gian này đây không to lên, tại mốc thời gian là 10:25 thì 33 giây thì nó sẽ in ra hello world server strip 1 này. Xong rồi đây 10:25:35 đây nó sẽ in ra thêm một từ hello world nữa. Nhưng mình thấy chỗ đây 33 giây và chỗ đây 35 giây, nghĩa là nó delay 1 giây, cho nên là cái khoảng thời gian lệch đó khá là nhiều nhất. Đôi khi là nó sẽ chạy thêm một số cái chương trình khác nữa chứ không chỉ là cái chương trình của lệnh riêng này của mình không. Nhưng mình đoạn hiểu đó là nó sẽ chờ một giây nó hiện ra, vì cái là máy tính nó xử lý mà đúng này. Rồi đấy, vậy thì các bạn đã hiểu hơn về cái câu lệnh đầu tiên mình chưa, chính là câu lệnh print và câu lệnh wait. Đấy là cái ngôn ngữ lua của mình, nó có lệnh print để chúng ta hiển thị thông tin. Vậy thì cái câu lệnh này có tác dụng gì, vậy thì sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo để chúng ta biết tác dụng đó ha. Rồi thì bây giờ ha, thầy sẽ quay lại cho bạn của thầy. Bây giờ các bạn sẽ giúp thầy thực hiện bước tiếp theo này. Mình sẽ vào Moodle, mình sẽ chọn Google Bắc đi ha. Rồi các bạn sẽ thay đổi kích thước giúp thầy luôn nha, cho to ra một tí.
và nhớ neo lại nha, không là bị rớt đó. Rồi, trong lúc mà thầy chờ các bạn thực hiện cái bước này cũng như là đổi màu với nó. À, ở đây đổi màu có một cái điểm mới trong đổi màu đó, khá hay, đó là khi mà thầy chọn này, chọn màu thì nó sẽ có một cái giống như cái thùng màu đó, chúng ta sẽ đi đổi màu. Đấy, chúng ta thả đổi màu luôn này. Thấy chưa? Đó, rất thú vị đúng không nào? Nhưng bây giờ thì cái phần này thật là tiện lợi rất nhiều. À, rồi các bạn thực hiện thử nha. Rồi, thì thầy sẽ điểm nhanh qua một số cái nội dung mà các bạn có hỏi thầy không nhé. Thì ở đây thầy thấy wow, các bạn nói là rất là thích môn học của thầy Đại hả? Rồi, cảm ơn bạn nha. Và cũng như thì hả, ngày ngày chúng ta sẽ tiếp tục sẽ là xem những cái đoạn live stream của thầy để chúng ta biết thêm những kiến thức ha. Và các bạn sẽ có những cái phần quà cho mình nha. Rồi, cảm ơn Tiến Lục nhé. Rồi, vậy thì với cái tiểu thuyết này thì thầy nghĩ là sẽ có một món quà nhỏ cho Tiến Lục, và một phần quà này sẽ là quà tinh thần cho lại những cái sticker xinh xắn từ thầy. Chúc mừng Tiến Lục nha. Rồi, vậy thì bây giờ khi mà đổi màu xong thì bạn nào có thể cho thầy biết được là cái khối bắc này của mình có tên là gì không? Mình nhớ nha, trong các khối bắc đây gọi chung nha là thầy gọi là khối bắc, nhưng nó có bốn loại riêng lẻ. Vậy thì cái loại mà thầy vừa thêm ra đây có tên là gì? Bạn nào biết thì hãy dành được comment vào bài viết của thầy. Và thời gian mà thầy cho các bạn đó là trong vòng là 1 phút. Thì bây giờ là 10:28 thì thầy sẽ cho 2 phút đi ha. 10:28 thầy sẽ cho luôn 10:30. Được chưa nào? Rồi, thì đến 10:30 các bạn sẽ cho thầy kết quả biết ha. Rồi các bạn nhanh chóng comment nha, chúng ta sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn ha. Và bạn nào trả lời đúng đầu tiên thầy sẽ có phần quà đặc chúng có bông xinh xắn dễ thương đến từ nhà tài trợ Kim Nhi một bạn. Ok, rồi đúng rồi, tuần này gặp thời sớm luôn nè. Bởi vì như thời ban đầu mà nói á, tuần này chúng ta thứ bảy á phải bị việc, cho nên là không là chuyển được. Cho nên trong buổi hôm nay thầy sẽ live sớm để mà gặp các bạn này. Đấy, rồi tức là các bạn lại thực hiện xong rồi đúng không? Ví dụ như vừa gặp trường hợp á là cái khối mình bị biến mất luôn nè, thì mình sẽ bấm Ctrl Z ha. Và ở đây có một điều là các bạn nên kiểm tra máy của mình á, là nếu như mình bấm các phím như WCAG này, khi mà mình điều khiển trong cái không gian của ROC này mà nó gặp cái hiện tượng này nó không bị ăn, thì hãy kiểm tra lại cái gấp tại dưới này, cái tả dưới WCAG của mình xem thử là mình đã chỉ có chữ E hay chưa. Bởi vì chữ WCAG á là khi mình bấm tiếng Việt nó ra chữ Ư, cho nên nó không có hiểu được là cái chữ WCAG. Đấy, rồi thầy di chuyển. Thì khi chúng ta di chuyển như này thao tác chúng ta sẽ linh động hơn trong quá trình chúng ta làm bài. Rồi, thầy có một khối rồi. Vậy thì như các bạn thấy, đầu tiên thầy có một vấn đề đặt ra, đó là khi thầy đổi màu thì thầy sẽ lên cái thanh menu, chọn model, chọn cái công cụ lập bắt và chọn cái cách thầy đổi màu nữa. Vậy là thầy sẽ chọn một khối vật thể và đổi màu cho nó trong cái thanh thuộc tính của nó. Đây, hình như là thầy thấy thuộc tính của nó vừa đổi rồi thì phải. Hôm trước thầy thấy là cái thuộc tính này nó sẽ nằm ở phía trên, nhưng mà bây giờ nó lại nằm phía dưới rồi. Rồi, vậy là nó được đổi được rồi. Vậy thì ở đây mình thấy này, cái thanh màu sắc này của mình thầy có thể là đổi màu trong cái thanh thuộc tính bằng thuộc tính là Brick Color. Đấy, hoặc là thầy sử dụng cái thuộc tính là Color. Vậy thì ở đây có một cái điểm khác, đó là khi sử dụng thuộc tính Color này chúng ta sẽ cộng giải giá trị số luôn nè. Và nên nhớ nha, nếu như bạn nào nhớ thì ở buổi học số mấy đó, là số 1, số 2 đó, thầy đã hướng dẫn các bạn là có thể là thay đổi cái giải giá trị của nó. Bởi vì giải giá trị này là giá trị của hệ màu LCB, được chưa? LCB đó, chúng ta có thể thay đổi rất là tốt nếu như bạn nào biết về hệ màu. Rồi, tiếp theo ở đây là nó có một cái thuộc tính mà có thể các bạn không để ý, chính là Castel. Cái thuộc tính này là thuộc độ bóng để nha. Nếu thành tích nào này thì nó sẽ có bóng của cái vật thể, bởi vì ở đây mình có mặt trời. Có mặt trời nha. Ở đây bây giờ chúng ta thường thay đổi màu bằng cách là vào trong này, chúng ta sẽ chọn màu và đổi màu. Nhưng liệu như khi chúng ta làm một cái game hoàn chỉnh, làm một cái game tổ chức ở bạc đây, chúng ta muốn các cái chứng ở bạc nó tự động thay đổi màu, vậy thì chúng ta có thể nào mà chúng ta
dùng chuột, chúng ta thấy một dòng thuộc tính nó được không? Không. Bởi vì sao? Khi chơi game chúng ta sử dụng một cái phần mềm khác được gọi là Roblox Player, chứ không phải Roblox Studio. Thì chỉ có Roblox Studio thì chúng ta mới có những cái công cụ để chúng ta có thể đối vào nó thôi. Còn Roblox Player nó chỉ là một hình giao diện game, chúng ta vào chơi game để trải nghiệm game thôi, làm gì mà hiểu được đúng không nè. Rồi, không biết các bạn đã trả lời xong câu hỏi của thầy chưa nè. Thầy đã cho qua 2 phút rồi. À, rồi, thầy xem thử có bạn nào đã trả lời câu của thầy chưa nha. Ở đây thầy thấy các bạn Quốc Bảo là màu hả? Màu là sao ta? Chưa có bạn nào trả lời thầy hết rồi. Rồi, thầy sẽ đáp ha. Thì cái khối mà thầy vừa lấy ra ở đây nó có tên gọi là block. À, bạn nào nhớ ha, gọi là block nha. Đấy, wow, đã thì tiếc quá, không có bạn nào nhận được phần quà của thầy hết rồi. À, rồi, có bạn Quốc Bảo này, bạn Quốc Bảo rất là hay tương tác với thầy, cho nên Quốc Bảo hãy cố gắng là có những cái câu trả lời đúng nha. Thầy sẽ cho phần quà cho Bảo này. Rồi, các bạn hãy cũng sẽ tương tác với thầy nhiều hơn nha, thầy cũng sẽ có phần quà ở cuối giờ, bạn nào tương tác nhiều hơn với thầy nha. Rồi, thì bây giờ mỗi lần thầy muốn đổi màu thì chúng ta cứ bằng tính đổi màu ha. Nhưng bây giờ để đổi màu thì chúng ta sẽ có một cách như bạn đã nói đúng không? Mình sử dụng ngôn ngữ lập trình để chúng ta sẽ thay đổi nó. Vậy thì để lập trình thì chúng ta thấy cái khối bắt của mình này, nó là nằm ở trong cái mục được gọi là workspace. Còn cái file lập trình script của mình nó lại có trong là cái server script service. Vậy thì trong Roblox á, ngôn ngữ Lua để mình lập trình một cái vật thể ở trong thế giới thì chúng ta sẽ có một cái câu lệnh. Cái câu lệnh nó giống như một cái đường dẫn để chúng ta dẫn đi vào bên trong để chúng ta sẽ gọi nó ra. Chưa này, rồi. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo. Ở file script này thầy sẽ đổi tên cho nó, thì các thầy click vào đổi thành tên là change color. Đó, một cái file này mình đổi màu thôi. Thì tại file này ha, đây, ngay tức được cho mình luôn. Vậy thì như ban đầu mình biết là có câu lệnh green để hiển thị rồi. Vậy thì bây giờ thầy thử ha. Thầy muốn lập trình để đổi màu thì thầy muốn là xem thử là cái màu sắc của cái khối này nó có tác dụng gì. Đó, màu sắc này có tác dụng gì, cũng như là nó ở dạng là gì. Bởi vì nên để máy tính của mình làm tiếp với điện tử, cho nên những cái thành phẩm mà xuất hiện trên máy tính đó, nó đều đã được mã hóa rồi. Đó, mã hóa thành cái nội dung mà mình dễ đọc dễ hiểu. Cho nên ở cái phần màu sắc này nó cũng được máy tính mã hóa ra, được công cụ Roblox này để hiển thị lên. Cho nên ở đây thầy sử dụng câu lệnh bring và dùng một câu lệnh như sau. Rồi, trong bring này, thầy xóa này đi ha. Thầy sẽ là try. Thì cái try này á giúp cho thầy có thể là phát hiện được là cái dạng dữ liệu của cái thuộc tính đó nó như thế nào. Nhưng mà để biết được là thuộc tính đó có dạng dữ liệu gì, chúng ta cần phải truy cập vào thuộc tính của vật thể đó. Và thì ở đây trước tiên thầy sẽ có câu lệnh như sau, đó là game.workspace. Thì câu lệnh này cho phép chúng ta có thể gọi bất cứ những cái vật thể nào bên trong của workspace, được chưa? Và bất cứ cái vật thể nào luôn. Bởi vì những thành phần như là workspace hay là server script service đó, thì nó đang nằm trong cửa sổ Explorer panel, và cái cửa sổ này nó đang nằm trong game của mình đang làm, cho nên nó sẽ có một cái câu là game.workspace. Đấy, và thầy muốn gọi cái vật thể này ra thì sẽ chỉ cần là chấm và gọi vật thể của mình. Hay đúng nào. Và bây giờ để mà có thể lập trình một cái thuộc tính ở cái khối này đang có một thuộc tính của khối bắc này đang có, thì chúng ta sẽ chấm một lần nữa và gọi thuộc tính. Đây, chúng ta sẽ thấy brick color từ cái nữa nha. Đấy, hay không nào. Vậy thì bây giờ chúng ta đã gọi được nó rồi. Nhưng mà chúng ta muốn xem đúng không, thì chúng ta sẽ copy nguyên đoạn lệnh này và trong này ta sẽ mở mạch ra để vào. Thì khi đó thầy thu nhỏ lại tí. Khi đó thầy sẽ biết được là cái dạng dữ liệu của cái brick color này là gì. Và để biết được điều đó thì chúng ta sẽ bấm brick. Bấm brick ha. Rồi, chúng ta cùng xem cái kết quả nha. Thầy sẽ bấm to lên. Thầy sẽ tìm đến. À đây.
Đây mình chú ý nha, nếu như mà mình không biết kết quả là gì, mình thấy này tại cái scroll này nó ghi là change color 1 và mình để hồi nãy thằng có phân tích rồi mà, thì cái câu lệnh mình đang nằm ở dòng số 1 và đang lập trình trong cái file đó là strip, nhưng lúc này thằng đã đổi rồi, được chưa? Cho nên nó sẽ có tên là change color, được chưa? Rồi vậy thì ở đây mình có thể thấy dữ liệu nó chính là user data, nghĩa là một cái dữ liệu người dùng. Vậy thì user data nó là dữ liệu người dùng, vậy thì nó là gì? Vậy thì thầy nghĩ là mình thử lên mạng tìm thử nha. Còn bữa nay thầy chưa có tiết lộ, cũng như chưa thích, và thầy chỉ giải thích nó là một dạng dữ liệu để mà chúng ta sử dụng lập trình cho cái khối đổi màu block thôi. Rồi vậy thì các bạn hãy thử thực hành xem thử là có được không như thầy nhé. Nhớ nha, đừng câu lệnh của mình chỉ là game.workspace.pub.color, và sau khi làm thử chép lại câu lệnh này xem thử các bạn nào có thể rút ra được cái cú pháp của câu lệnh này của mình, xem thử cho thầy biết không nha. Rồi với bài này thì câu lệnh này thầy chỉ cho thực hành trong 2 phút thôi, thì bây giờ là 10:38 thì thầy sẽ thực hành đến 10:40. Rồi ok, các bạn thực hiện nha. Thì trong thời gian đó thầy sẽ cùng điểm danh ra một số cái nội dung, xem thử các bạn nào có thấy không. Rồi chào tất cả các bạn mới vào ha. Thì có thể một số bạn mới vào thì thầy sẽ không có thấy được vì nãy giờ thầy đang dẫn 3 bài, đúng không nào? Rồi như thầy thấy Bác Bảo có nói là màu, thì không biết là màu là màu như thế nào nhỉ? Bác Bảo có thể nói rõ hơn không để mình thầy có thể giải thích cho mình nè. Rồi thầy thì không có bạn nào comment hết nhỉ. Những cái phần quà còn đang đợi chờ, bạn có một phần quà mà thầy đang chờ để trao cho các bạn, đó là gì? Có voucher 500.000 này. Không có bạn nào comment để thầy trao phần quà hết, thật là buồn. Vậy thì bây giờ chắc là các bạn đã thực hiện xong rồi ha, tuy là còn một phút nữa nhưng thì muốn là các bạn sẽ quan sát tiếp cho thầy. Ở đây chúng ta thấy với cái dữ liệu user data này, và thì làm cách nào để chúng ta có thể là thay đổi màu nó được, đúng không này? Chúng ta quay lại ha. Đây, quay lại này. Thì để thay đổi màu ở đây, chúng ta sẽ sử dụng tiếp một câu lệnh nữa là chúng ta suy nghĩ nha. Nếu bạn để ý, chúng ta phải gõ lại, đúng chúng ta đã thay đổi màu mà, bị thuộc tính grid color, chúng ta phải gõ lại game.workspace.pub. Chính là cái khối mình muốn đổi màu nha, lưu ý. Cái khối mình muốn đổi màu chính là pub. Chờ cái tên gọi của nó, đúng cái tên gọi của nó. Xong mình sẽ gọi thuộc tính nó ra, ví dụ thầy muốn đổi màu thì gọi thuộc tính nó ra. Và ở đây, sau khi thầy đã gọi được thuộc tính của nó ra rồi, vậy thì để mà thay đổi một màu sắc, ví dụ như bình thường thầy thực hiện một phép toán này, thầy sẽ có ví dụ 3 cộng 3 đi. Vậy thì muốn trả kết quả cho nó thì bình thường mình sẽ dùng dấu điểm, dấu bằng, đúng không các bạn? Thầy sẽ ghi kết quả đó lại đây. Xong thì tương tự để mà chúng ta có một cái kết quả để thay đổi cho cái thuộc tính grid color này thì chúng ta cũng sẽ ghi dấu bằng, và ở đây thầy sẽ bấm dấu cách để cho nó rộng ra để thầy dễ nhìn. Ví dụ như nếu như thầy để như này đi rất là khó nhìn, cho nên thầy sẽ cắt nó ra cho dễ nhìn hơn. Rồi tiếp theo thì để thay đổi thì thầy, bởi vì là thầy đang thay đổi cái thuộc tính là grid color mà, cho nên là thầy sẽ gõ lại thuộc tính grid color đó. Được chưa? Tiếp theo, để mà thay đổi được màu sắc thì chúng ta sẽ có thuộc tính đó là chấm new, grid color chấm new, và cái nội dung bên trong thì chúng ta sẽ ghi đó là màu sắc. Ví dụ như thầy muốn viết tên màu sắc, đúng không? Cái này là tên màu. Đấy. Tuy nhiên thầy đâu có biết tên màu nó là gì đâu. Quy định tiếng Anh không mà nhiều lắm. Vì nó cần như là hệ màu đó, mình thấy này rất là nhiều màu. Vậy thì để mà biết được tên màu của nó thì thầy sẽ thử vào đây. Đúng không? Thầy sẽ chọn màu nó. Được chưa? Xong rồi á, để biết tên màu á, thầy sẽ thử test là xem. Xong như vậy này, nó hiển thị tên màu. Dù bây giờ thầy muốn thay màu đỏ đây. Thì màu đỏ này có tên là Siri. Right. Vậy thì thầy sẽ gõ cái tên nó vào và nhớ gõ đúng nha. Và ở đây nếu như bạn nào có thấy là khi chúng ta gõ cái từ khó, cái từ khó
một keyword á thì nó sẽ hiển thị gợi ý, thì là thằng chọn mà thằng thích xong thằng enter, mình chọn cho enter nha, dùng chuột chọn không được đâu. Rồi đây, bây giờ thầy đã có một cái câu lệnh thay đổi màu rồi, vậy thì ở đây thầy sẽ có một cái đoạn như sau. Rồi thay đổi màu sắc. Rồi đây, bây giờ để mà xem thử thay đổi màu sắc thiệt hay không thì chúng ta thử quay lại bảng mình này. Rồi và nhớ để mà nó thay đổi theo cái màu mình chọn nha, thì các bạn nhớ là đổi màu này vào màu khác. Đây ví dụ màu xanh. Rồi đây tiếp tục thầy sẽ bấm run xem thử thay đổi màu không nha. Nhớ nha, cả màu xanh nha, xem thầy bấm run. Rồi xem thử nha. Ồ, thay đổi màu này, màu đỏ này. Wow, rất là hay đúng không nào. Đấy. Nhưng mà nó thay đổi khá là nhanh. Khi thầy bấm run nó thay đổi liền thì đôi khi thầy sẽ không có thấy được sự thay đổi của nó. Thế thì chúng ta làm sao ta? Các bạn nào để ý được là hồi nãy thầy có giới thiệu một câu lời mà liên quan tới cái việc đó là muốn chờ một cái gì đó. Rồi, các bạn hãy thử comment vào cái đoạn live stream thầy. Nếu trả lời đúng thì sẽ có phần quà thầy ha. Và nhớ cái phần quà đó, chú gấu bông từ nhà thiếu nhi quận 3 vẫn chưa được trao cho ai cả. Rồi, bạn nào nhớ không ta? Rồi, trong lúc mà chờ các bạn trả lời thì thầy cũng sẽ giải đáp một số thắc mắc của một số bạn nha. Ở đây thì thầy thấy có như là phụ huynh là Văn Trang thì có bạn là muốn đăng ký môn học này ở Thế Kỷ. Vậy thì để mà mình muốn biết thêm những thông tin cũng như đăng ký của Thế Kỷ á thì mình có thể lên trang đó là thekỷ.edu.vn, thekỷ.edu.vn, để chúng ta sẽ biết thêm về cái môn học, cái môn học này có tên gọi là siêu nhân lập trình game, để mình có thể là biết thêm thông tin cũng như là cái cách để liên hệ đến với Thế Kỷ. Rồi à, bạn Mai Anh có bảo thầy là nhà mạng nhà con lắc quá hả? Rồi không sao, mạng nhà con lắc quá thì cái đoạn là chiều thầy á, cứ lưu là thầy và đăng lên YouTube, cho nên các bạn có thể là ở lên YouTube để xem lại nha. Để gọi sau đó thì mình cứ tiếp tục thực hiện nha. Rồi có một bạn kêu thầy hôm nay học khó quá hả? Đúng rồi, mời Phan Hải. Khi mà chúng ta làm game thì chúng ta bắt đầu sử dụng một cái ngôn ngữ lập trình đó, thì lúc nào thì ai là chú Phú là khó hết. Cho nên lập trình game là một quá trình dài để chúng ta có thể tạo ra một sản phẩm. Cho nên nếu như mình có đủ kiên trì và đam mê thì chúng ta sẽ có thể là làm với game rất là xịn sò và hay đúng không nào. Đó, nên là mình cố gắng lên nha. Rồi rồi thì ở đây thầy thấy bạn còn thời gian ha, các bạn cố gắng ha. Thì ở đây thầy chỉ trả lời thêm một cái câu hỏi nữa, đó là và phụ huynh đó là bạn Phương Thu là câu hỏi là con tôi 7 tuổi chơi game và chơi Minecraft. Và thì ở đây thì mình có thể là cho bé tham khảo từ bộ môn là bé làm game. Thì ở môn bé làm game thì các bạn sẽ làm những cái trò chơi game 2D và sau đó khi các bạn nắm vững được kiến thức về lập trình làm game rồi, các bạn sẽ có là lập trình game trên Minecraft luôn, cũng là đúng sở thích của bạn nhỏ nhà mình. Và lập trình game này game với bộ máy làm game nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với bộ môn là siêu làm game này. Bởi vì ở những lập trình đó là lập trình của bé làm game là kiểu hạ, còn ở siêu làm game này là những lập trình là tay quân kinh, là dạng gọi chữ, đòi hỏi các bé phải có độ tuổi lớn hơn. Rồi, rồi và có nhiều bạn, khá nhiều bạn hỏi là hôm nay học đến mấy giờ. Thì ở buổi hôm nay thì chúng ta sẽ học đến khoảng là 11 giờ 15 nha. Rồi, cho nên chúng ta không còn nhiều thời gian, cho nên thầy sẽ thế nào để bước tiếp theo. Và thì tại xem thì cũng không có bạn nào trả lời được câu hỏi của thầy rồi. Rồi sao ta? Rồi cái câu lệnh mà chúng ta sử dụng chính là câu lệnh wait. Thầy sẽ cho một câu lệnh wait và thầy để thời gian là 5 giây. Để mà càng lâu á thì khi thầy bắt đầu á thì đối với các máy của một số bạn nó sẽ gặp tình trạng đó là khi bắt đầu nó sẽ có một delay dài ơi là dài. Sau đó thì chương trình nó mới chạy, cho nên ở đây thầy sẽ để là 5 giây. Để đủ thời gian để máy của thầy nó có thể chạy chương trình, lock hết chương trình. Rồi thầy bấm rin ha. Rồi chờ 5 giây này. Đổi đúng này. Wow, chúng ta đã đổi được màu rồi này. Thầy không làm gì hết nha, thầy không có đụng vào cối đó hay thầy không có đụng thu gì hết, mà nó đã tự thay đổi được màu sắc rồi này.
Wow, thật hấp dẫn đúng không nào? Rồi, và thì các bạn hãy thử xem thử là bạn của mình thay đổi màu sắc như cho nhé. Rồi, với cái khoảng thời lượng là các bạn thử thực hiện với thầy ha. À, có một bạn là bạn Ly Hồng á. Ô, chị Ly Hồng á, Ly Hồng bạn thầy làm xong rồi. Wow, rất là giỏi ha, good job. Rồi, rồi, và có rất nhiều thông tin ở đây thấy là khi nào à có bạn quốc bảo thấy là khi nào thì kỳ học lại hiện tại á, thì tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì khá phức tạp, cho nên khi nào mà tình hình dịch của thành phố Hồ Chí Minh ổn định rồi có những thông báo từ Bộ Giáo dục thì được ký sổ đồng lại nha, và khi đó sẽ có những thông báo gửi đến ba mẹ phụ huynh của các bạn nhé. Rồi vậy thì chắc là các bạn làm xong rồi ha, thì ở đây thầy có bạn Lý Hồng là bạn đã làm xong rồi này, có biết các bạn khác đã làm xong chưa ta? Rồi, nếu như trong quá trình mà thầy hướng dẫn á, mà có một số cái nội dung nào mà mình nghĩ không rõ này, mình biết theo cái nhịp độ của lớp học không được này, thì mình sẽ cố gắng đó là đặt ra những câu hỏi cho thầy, tương tác với thầy ha. Và bạn nào tương tác nhiều thì nếu như mà những câu hỏi thầy đặt ra không có bạn nào trả lời được thì cái phần gấu bông sẽ cho cái bạn đó là tương tác nhiều nhất nha. Rồi, và thì bây giờ thầy sẽ quan sát. Vậy thì nếu như thầy thay đổi một màu sắc như này, thầy tạo một cái game, vậy thì cái game nó hấp dẫn không? Không, dạ hấp dẫn, đúng không ạ? Bởi vì vào game, dập cái khối mình nó đổi một màu, một màu, nó không có tạo được cái gọi là cái sự hứng thú cho người chơi. Vì đa phần người chơi thường thích game, thứ nhất là game hay, game hay ở việc đó là cái đồ họ game rất là đẹp, có nhiều màu sắc đi, thì ở đây thầy sẽ có một cách là thầy sẽ đổi màu của mình liên tục. Nhưng để đổi màu liên tục á thì thầy sẽ làm cái bước như sau. Vậy thì cứ một câu lệnh của thầy thì thầy sẽ đổi màu một lần, được chưa? Đổi màu một lần. Đấy, rồi, vậy thì các bạn thử suy nghĩ, bây giờ thầy muốn đổi nhiều màu hơn thì thầy sẽ làm gì? Vậy, thử suy nghĩ và comment bài viết cho đáp án nha. Và khi đó thầy sẽ có comment cho các bạn nha. Rồi, thì trong khi đó thầy cũng sẽ giải đáp một số bạn nha. Rồi, rồi, ok. Rồi, thầy sẽ trả lời bạn các bạn nha. À, có một bạn là bạn Đặng Tâm hả? Đâu là thích Minecraft hơn là Roblox hả? Thì có, mỗi bạn sẽ có một sở thích khác nhau. À, có bạn thích Minecraft, có bạn thích Roblox. Tuy nhiên thì Đặng Tâm thử tham khảo cũng chơi thử Roblox. Roblox là chơi game là một phần mềm mà đúng nè. Còn làm game chúng ta cũng sẽ làm game một phần mềm khác. Vậy thì thử tham khảo làm game thử ha. Đó, biết đâu được là mình lại chuyển sang thích Roblox hơn thì sao? Đúng nè. Và chúng ta khi đó chúng ta sẽ có hai trò chơi để chúng ta đổi qua đổi lại, vừa học vừa chơi. Wow, thật hấp dẫn luôn nè. Rồi, ở đây chúng ta sẽ xem thử là có bạn nào trả lời kết quả không nha. Ồ, có bạn Quốc Bảo, bạn thích là có thích tin à? Wow, con biết có thích tin nha. Thì ở đây nếu như bạn nào biết đó, thì có một buổi livestream về cái công cụ phân tích thì chúng ta có thể tham khảo, chúng ta xem thử nha. Rồi, ở thì nãy giờ thầy không thấy được cái câu trả lời của các bạn nào về cái cách để chúng ta có thể thay đổi màu liên tục ta. Vậy thì bây giờ thầy sẽ đáp ha. Vậy thì cứ mỗi câu lệnh thầy có thể thay đổi màu được một lần. Vậy thì ví dụ như cái việc là thầy muốn có một cuốn vở đi, mà một cuốn vở có nhiều trang giấy đúng không nào? Đấy, thì chúng ta muốn viết được nhiều thông tin thì chúng ta sẽ lật đi từng trang, chúng ta sẽ viết được. Thì tương tự đây chúng ta sẽ phải có nhiều câu lệnh thì chúng ta mới thay đổi được màu của khối. À, hay ở trên bàn tay chúng ta là gì? Bình thường chúng ta chép lại nó sẽ là một bàn tay, nhưng chúng ta tách ra thì nó sẽ được đem ra đem bỏ. Vậy nào? Thì tương ứng bây giờ thầy muốn đánh đập một khối này, thầy sử dụng các câu lệnh tiếp theo. Vậy ở đây thầy sẽ gõ tiếp là game.workspace.pub bắt nha, cái khối mình nha, nhớ chấm brick color back.
Đấy, ok, tiếp tục thầy gọi gọi là bricolor.new có ngoài và thầy sẽ gõ cái tên. Thì ở đây thầy muốn chọn một cái màu tối lên tí đi, thầy chọn blue đi ha, màu blue đây, baby blue. Đó, một cái tên khá là dễ thương, baby blue. Rồi ok, rồi các bạn thử gõ thêm câu lệnh cho thầy ha, trong khi đó thầy cũng sẽ check xem thử các bạn đã có hay không. Rồi đấy, thì bây giờ mình đã có hai câu lệnh rồi, chúng ta thử bấm run ha. Thì ở đây thầy không bấm run nữa, thầy bấm play đi, thầy sẽ xuất hiện người chơi và quan sát từ cối mình thay đổi màu. Play ha và nhớ tạo điểm hồi sinh nhé. Rồi chúng ta sẽ chờ mấy thầy chạy nha, lâu nha. Rồi con người thầy đi à, đây rồi, nó lót hơi lâu nhỉ. Đây, ủa, cái có thay đổi màu rồi. Hình như là thay đổi thành baby blue luôn rồi. Sao thầy không thấy là màu đỏ trước nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra đây? Thả chỉ thay màu baby blue thôi. Đây ha, baby blue ha, nó sẽ chuyển màu xanh nhạt như này. Đấy. Rồi, ok chưa? Đó. Rồi, vậy thì chúng ta kiểm tra lại thử tại sao mà nó chỉ hiện được như thế. Rồi. Ở đây thầy ghi câu lệnh số 4 và câu lệnh số 5 liền nhau. Ồ, nếu như bạn nào để ý, hồi nãy khi thầy thử câu lệnh bring, nếu thầy ghép hai câu lệnh bring liên tục thì xảy ra cái việc là gì? Cái khoảng thời gian thực hiện liên tiếp với nhau. Vậy thì nếu như thầy để hai câu lệnh này liên tiếp với nhau á thì nó cũng sẽ gì, nó sẽ thực hiện luôn cái baby blue luôn, nó không có đổi màu sang đỏ đâu, nó có nhưng nó sẽ ngay tức nó nhảy sang cái blue, mình sẽ không thấy được màu đỏ. Cho nên ở đây thầy cũng phải chọn câu lệnh wait, thầy đợi 3 giây để thầy tăng thời gian này lên, bởi vì lúc này á thầy đang là cho người chơi xuất hiện đó, nên là nó sẽ lắc hơn rất nhiều. Rồi xong bữa đây ha. Đây, màu xanh này. Chúng ta đợi ha. Đấy, màu đỏ này. Ý, đó. Vậy thì như chúng ta thấy chúng ta đổi màu được đồ này. Wow, thật là hay đúng không nào? Đấy. Ok, vậy là chúng ta đã đổi được màu rồi này. Vậy thì bây giờ các bạn đã biết cách để chúng ta có thể thay đổi màu liên tục chưa? Biết rồi đúng không này? Đấy. Vậy thì trong khoảng thời gian còn lại thầy muốn là các bạn hãy thử gõ thêm nhiều câu lệnh thay đổi màu xem thử chuyện gì sẽ xảy ra ha. Và cuối cái buổi livestream ngày hôm nay thì sẽ gợi ý và cho một cái bài tập nho nhỏ các bạn về nhà và các bạn thử nha. Rồi các bạn hãy cùng làm với thầy nhé. Rồi hãy xem thử bạn nào có ấy không. Rồi, ok. Bây giờ thầy sẽ đóng nhỏ cái số này lại một tí. Rồi. Vậy thì để mà mình làm được nhiều cái hơn ha, thì tương tự chúng ta cũng sẽ là câu lệnh wait. Đấy, tiếp tục cũng sẽ là câu lệnh là game.workspace .bricolor. Đấy, bạn bricolor chấm new mở ngoặc đúng không, thì mình sẽ gọi là một màu khác đi, màu gì ta, mình sẽ chọn một màu trong này nhé, brand red. Ở trong này khá nhiều màu, vậy thì ở đây thầy có là red, baby blue và bright red, thầy sẽ đổi màu thử xem thử hai cái màu này nó khác nhau như nào. Rồi thầy thử ha, ở đây thầy chọn lên thôi nhé để chạy nhẹ chương trình thầy thôi, không xuất hiện nhấn mặt. Rồi chúng ta sẽ đợi nó chạy đây ha, màu đỏ xanh blue và cuối cùng là ố, nó cũng không khác nhiều nhờ đúng này, nó không khác nhiều, thử ha.
Đây thì ở đây thầy xem thầy so sánh thử nha. Thầy sẽ tạo thêm một khối phát nữa. Quý thầy nhìn nó không khác nhiều. Thầy sẽ đổi màu này thành một màu khác. Đầu tiên là thay đổi màu đây cái màu mà thầy trình sang thay đổi sang cái màu là đâu rồi ta đây bright red. À cái màu bright red này thì nó sẽ nhạt hơn một tí so với red, nhạt hơn tí ha, chú ý nha. Cho nên nếu như bạn nào không để ý sẽ rất là khó phân biệt được cái màu sắc của hai khối này. Đó. Cái độ đậm của cái khối red này sẽ đậm màu đậm hơn, này nó sẽ là sáng hơn tí, nó nhạt màu hơn. Rồi ok đấy, cho nên bạn nào phải nói là bạn nào biết về hệ màu á nó sẽ rất là tốt. Rồi vậy thì đó là cách chúng ta để thay đổi được màu sắc một cái thuộc tính. Vậy thì các bạn hãy ở nhà suy nghĩ thử, bây giờ thầy thấy nè, trong cơ bắp của thầy nó có rất là nhiều thuộc tính. Đấy, nó nhiều thuộc tính và mỗi thuộc tính nó có ở dạng một cái dạng dữ liệu khác nhau. Vậy làm cách nào để chúng ta thể làm lập trình để thay đổi cái thuộc tính của nó theo cái dạng đúng dữ liệu của nó? Thì với cái màu sắc thì chúng ta có dạng dữ liệu là user data, nếu như mình nhớ hồi nãy là dạng trình, và dạng user data đó để mà chúng ta đổi màu cho cái thuộc tính brick color thì chúng ta sẽ sử dụng là brick color chấm new và gõ cái tên ra thì chúng ta sẽ thay đổi được màu. Thì bây giờ thử thách ở nhà là thử thách chính là các bạn sẽ suy nghĩ để thử mình tìm hiểu và thay đổi các thuộc tính khác của một vật thể, được chưa? Một thường trạng của một vật thể. Rồi tiếp tục một cái phần hướng dẫn cuối cùng trong cái buổi hôm nay mà thầy muốn các bạn cùng xem với thầy, một cái phần hướng dẫn đó là thầy sẽ tạo thêm một cái khối bạc nữa. Đây, tạo khối bạc nữa. Đấy, để cái điều này để về nhà các bạn ở nhà tiện trong cái việc là lập trình cho mình luôn. Thầy sẽ tạo khối cắt đi ha, tạo khối tròn, thầy cũng sẽ phân tập khối này ra. Rồi vậy thì bây giờ này thầy muốn là đổi được màu sắc cùng lúc hai cái khối này bằng câu lệnh lập trình. Như ban đầu là chúng ta thể dùng các thuộc tính để chúng ta đổi màu với nó, nhưng nếu chúng ta đổi như này, chúng ta mỗi lần chúng ta kích một lần này, thay đổi màu này kích một lần, sao thầy muốn thay đổi quả cầu này thì lại chọn thuộc tính để thay đổi nữa. Thì thực chất là mình đang thao tác bằng chuột, thao tác thủ công, cho nên nó sẽ tốn thời gian. Cho nên ở đây mình thấy khi thầy lập trình hai khối bắc này được chưa, để mà nó cùng lúc thay đổi màu, thì bây giờ thầy xem thử nha, cùng tên ha. Thì thầy thử dùng câu lệnh này xem thử cả hai khối nó thay đổi màu không nha. Đây, cùng tên mà đúng này, ta chỉ cần gọi một khối thôi. Đây, ta chỉ cần gọi một khối thôi thì nó sẽ thay đổi hai khối, sẽ thử hiểu được không nha. Rồi xem thử có thay đổi được hai khối cùng màu không, hình như chờ hơi lâu nhỉ. Đúng rồi, chờ hơi lâu, hình như phải để 10 giây lận. Đây đổi màu rồi này, nhưng mà chỉ có một khối này là đổi màu đỏ thôi, còn cuối cùng mình không đổi màu đỏ. Ồ, vì sao ta? Nhưng mà ở đây thầy thấy là cả hai khối của mình đều là tên là gọi là bắc mà. Vậy thì bây giờ thầy sẽ có một câu hỏi đặt ra, đó là bạn nào có thể cho thầy biết được đó, là tại sao lại có chuyện này xảy ra hay không? Và tại sao chúng ta không thể nào đổi màu được cùng lúc hai khối mà hai khối này lại cùng tên nữa? Rồi thử cho thật đáp án nha, để chị xem thử bạn nào đã đoán đúng. Ở đây có một bạn nói với thầy là bạn Bùi Đinh, bạn nói với thầy là hôm bữa con được một cái mặt trời trên kia ca chờ qua dịch cho con lấy cái học. Rồi ok, thầy sẽ đợi con đến cái kỳ để mình sẽ có đăng ký trải nghiệm vào học nha. Rồi rồi cảm ơn Hải Trang ha, Hải Trang các bạn là hấp dẫn quá ha. Rồi về ký tư vấn cho môn học này ha, thì đầu tiên thầy nghĩ là mình sẽ lên cái trang đó là teki.edu.vn để mình xem thông tin trước đi ha, rồi trên đó chúng ta sẽ biết được cái cách liên hệ và
khi đó bên TK sẽ biết được là cái thông tin của mình là gì để mình liên hệ với mình để đăng ký nha. Rồi, và cái phần quà chú gấu băng của thầy đang đợi các bạn ha, nãy giờ thầy vẫn chưa có thấy ai nhận được phần quà này của thầy hết. Cho nên nếu như mà bạn không có ai thì thầy sẽ dành phần quà này cho một bạn tương tác nhiều với thầy ha. Rồi, thì trong lúc các bạn thử suy nghĩ vấn đề này và trả lời cho bạn thầy thì thầy cũng sẽ có một số giải đáp cho một số bạn của phụ huynh nha, một số vị phụ huynh. Thì ở đây có một vị phụ huynh đó là Hồi Giang thì có hỏi thầy á, được không? Thì bé gái có học được môn này hay không, bé 8 tuổi đó. Thì mình xin phép được trả lời như thế này. Thì bé gái của mình hiện tại 8 tuổi thì vẫn chưa có học được cái bộ môn lập trình game này với công cụ Rock Studio. Thì với độ tuổi 8 tuổi của bé thì bé có thể là học một môn đó là bé làm game. Thì ở môn đó các bạn vẫn sẽ được học lập trình với công cụ là Scratch, Tinker, làm ra game 2D. Đó, và với công cụ đó các bạn sẽ dễ dàng để tạo ra game mình hơn và sẽ dễ tiếp xúc để mà điều luyện về khả năng tư duy của bạn hơn này đó. Cho nên mình có thể tham khảo về cái bộ môn đó là bé làm game cho bé nhà mình nhé. Vâng, cảm ơn chị Hoài Gia nhé. Rồi, đúng rồi, ở thế kỷ là môn học nào hấp dẫn hết á đó. Như bạn Thành nói ở thế kỷ môn nào cũng hấp dẫn. Thì những cái môn mà hôm nay các thầy cô live stream á, và môn nào hấp dẫn hết ha, chúng ta hãy đón xem. Và nếu như thực sự hứng thú, chúng ta sẽ đăng ký và trải nghiệm thử để chúng ta có thể là trải nghiệm trực tiếp này, chúng ta biết được là môn học đó thực hiện như thế nào. Còn bây giờ nếu chúng ta ở nhà, thực chất là khi thực hiện với thầy cũng sẽ có rất nhiều vấn đề chúng ta gặp phải, chúng ta không giải biết được ha. Rồi, vậy thì bây giờ thầy sẽ giải đáp ha. Tuy hai khối này chưa có cùng tên gọi là park, nhưng chúng ta thấy này, cái khối bắc này, đây, khối bắc này nó nằm trên cái khối bắc này, được chưa? Nằm trên mà. Cho nên khi mà thầy dùng câu lệnh là game.workspace.park thì ngay lập tức nó sẽ gọi là cái thằng khối bắc này đầu tiên, chứ không có gọi là khối cầu. Để cho khối cầu mình này, phải không? Phải chọn này, khối cầu này. Cho nên khi gọi thì sẽ gặp khối bắc này. Thì bây giờ thầy thử di chuyển lên trên. À, di chuyển lên trên không được. Vậy thì bây giờ thầy sẽ muốn lập trình cho khối này, thầy phải đổi tên. Thầy sẽ đổi tên thành khối này là khối block nha. Thầy sẽ phân biệt. Và khối này thầy sẽ đổi thành khối gì đây? View đúng không? Rồi. Rồi, ok. Đây, tên gọi của nó. Chờ. Rồi, thì ở trong khoa lập trình thì bắt buộc mình phải gõ lại tên của nó, gọi lại tên ha, phải đúng tên thì nó mới được màu sắc chứ nào. Xong mình muốn thay đổi màu của khối cầu thì mình cũng sẽ gọi lại tên cho nó là game chấm workspace và gọi đúng tên đó là gì, đây cho là khối cầu mình chưa. Xong cũng sẽ là tên brick color bằng brick color chấm new và đổi tên nó. Thì mình muốn đổi tên cả hai khối cùng màu thì chỉ cần copy màu thôi, thầy để xuống rồi bấm run xem thử được không nha. Chờ hay lâu nhỉ? À đúng rồi, là chờ 10 giây lận ạ. Đây, wow, lúc này chúng ta đã thay đổi được hai khối màu liên tiếp này, rất hấp dẫn đúng không nào. Đấy, thì tương tự như thế các bạn sẽ về nhà thử là thay đổi cho hai khối, thử xen kẽ thay đổi màu lẫn nhau và đổi màu liên tục nha. Rồi, đó là phần thử thách mà thầy dạy các bạn về nhà. Còn bây giờ về nội dung thì chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Và bây giờ thầy sẽ tổng hợp lại những cái nội dung mà mình đã học được trong buổi hôm nay ha. Thì để tổng hợp thầy sẽ ghi dưới đây luôn nha, bạn nhớ. Thì trong buổi hôm nay á, thì thầy có cho các bạn đó là tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình game hay là ngôn ngữ phát triển game. Đó, được chưa? Cách thứ hai là chúng ta bắt đầu là tìm hiểu cái cách thay đổi thuộc tính. Và thuộc tính ở trên là thuộc tính recolor. Cái đó ha, recolor. Đấy. Và sau đó chúng ta sử dụng câu lệnh của ngôn ngữ và ngôn ngữ Lua nha. Đấy, ngôn ngữ Lua để lập trình.
Và cuối cùng chúng ta lập trình thay đổi màu sắc trong game. Rồi thì đây là những cái nội dung chính là mình đã điểm qua, và cái nhiệm vụ các bạn ở nhà thì phải nhắc lại ha, các bạn sẽ sử dụng cái câu lệnh lập trình này, nhắc lại ha, game.workspace, trong đó tên của cái khối mình muốn thay đổi màu, sau đó cái thuộc tính màu mà muốn thay đổi, và nhớ cái câu lệnh đúng là brickcolor.new. Thì sau đó chúng ta sẽ gõ tên màu để thay đổi. Thì nhiệm vụ ở nhà đó là với cùng lúc hai khối block này, thì muốn các bạn hãy lập trình để hai khối block này có cái sự thay đổi màu xen kẽ với nhau. Được chưa này? Rồi, thì đó là cái nhiệm vụ cũng như cái nội dung mà chúng ta vừa được học trong cái buổi ngày hôm nay. Và bây giờ thầy sẽ xem thử là bạn nào tương tác với thầy nhiều nhất sẽ giành được một phần quà, đó là một chú gấu bông xinh và dễ thương đến từ nhà tài trợ chú dưới quận 3 của thầy ha. Và kèm theo đó chính là một sticker dễ thương của thầy này đấy. Rồi, thì như nãy giờ thì thầy thấy, thầy danh lại này, thì thấy có bạn Quốc Bảo là tương tác với thầy rất là nhiều luôn đấy, nhiều Quốc Bảo ha, tương tác thầy rất là nhiều, cho nên với phần quà này thì thầy sẽ được dành tặng đối bạn Quốc Bảo, đó là một chú gấu bông đến từ nhà tài trợ từ kỳ quận 3 ha. Thì để chú gấu bông này được đến tay Quốc Bảo thì thầy nghĩ là sẽ thời gian hết dịch, hết giãn cách xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh thì bên Tiki Kỳ sẽ gửi đến cho Quốc Bảo nhé. Rồi, ok. Rồi, và thì về phía nội dung của chúng ta thì cũng đã kết thúc tại đây, và hãy nhớ về nhà làm bài tập của thầy ha. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, thầy cũng sẽ là giải đáp thêm một số thắc mắc của một số bạn nha. Rồi, đúng rồi, có một số bạn nếu như mà mình ở xa thì mình có thể là học online được ha, thì học online mình vẫn có thể là biết thêm được rất là nhiều kiến thức và chúng ta có thể dễ liên lạc được với các thầy cô này, đúng nào. Rồi, có bạn bảo nhà của thầy là con học cùng này là ba con bảo chơi game hả? Thì có rất nhiều trường hợp xảy ra như thế, cho nên khi mình học á thì mình cần phải giải thích được với ba mẹ đó là mình đang sử dụng cái công cụ gì đó, rồi chúng ta đang làm gì. Ví dụ chơi game thì chúng ta như nào, chúng ta sẽ không thể nào mà thao tác quá nhiều trên máy tính, đúng không? Chúng ta và không có những cái công cụ như sử dụng ở trên phần mềm Roadstone này, cho mình sẽ phải giải thích rõ cho ba mẹ mình biết nha. Rồi, và thì bây giờ về nội dung trong buổi hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc ở đây, và hãy nhớ làm bài tập và thầy giao, và những cái buổi học tiếp theo, những buổi livestream tiếp theo thầy sẽ có những cái nội dung kiến thức mới để chia sẻ các bạn. Và đừng quên hiện tại Tiki có gói ưu đãi 10% về khóa học hè, các bạn hãy nhanh tay đó là tham khảo đăng ký ha để nhận được những cái ưu đãi đến Tiki nhé. Còn bây giờ đó là tạm biệt và hẹn lại, bye bye các bạn nha. Rồi, bye bye.